Hôm 2 tháng 7, trong một cuộc kiểm tra định kỳ, mật vụ Mỹ đã phát hiện chất bột khả nghi tại Nhà Trắng. Chất này sau đó được xác định là ma túy. Một nguồn tin cho hay ma túy được phát hiện ở khu vực lối vào cánh Tây, nơi du khách gửi lại đồ đạc và thiết bị điện tử trước khi tham quan. Cánh Tây bao gồm phòng bầu dục, phòng nội các, không gian làm việc cho nhân viên của Tổng thống và gắn liền với nơi Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden sinh sống. Ngày 7 tháng 7, đài NBC News Mỹ lại dẫn nguồn tin cho biết số ma túy trên thực tế được tìm thấy trong một cái hộp nhỏ gần lối vào hành chính cánh Tây, không phải lối vào dành cho du khách. Theo đài này, số ma túy được phát hiện ở lối vào giữa khu vực phòng chờ và tiền sảnh lầu dưới. Khu vực này ở cùng tầng với phòng tình huống và khu vực ăn uống, thấp hơn một tầng so với các văn phòng chính ở cánh Tây. Đài NBC News cho biết nơi này gần với chỗ đỗ của các phương tiện như xe limousine hay SUV của Phó Tổng thống. Ngày 5 tháng 7, người phụ trách báo chí Nhà Trắng từ chối trả lời khi được hỏi liệu hai lối vào ở cánh Tây có liên quan trong vụ việc hay không. Bà cho biết cơ quan mật vụ Mỹ giải quyết vấn đề vì khu vực phát hiện nằm trong phạm vi quản lý của họ. Người phụ trách báo chí Nhà Trắng cũng nhấn mạnh khu vực này rất đông du khách qua lại. Bà cũng cho biết Nhà Trắng mở các chuyến tham quan theo lối vào cánh Tây trong các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật tuần vừa rồi. Theo nguồn tin của NBC News, các cuộc điều tra liên quan dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 10 tháng 7. Theo đài Fox News Mỹ, con trai Tổng thống, ông Hunter Biden, người từng thừa nhận quá khứ nghiện rượu và lạm dụng ma túy, không tránh khỏi bị đề cập trong vụ việc này. Đài truyền hình của Mỹ đã liên hệ với hai luật sư của ông Hunter Biden vào ngày 5 tháng 7, hỏi họ có thể phủ nhận việc ông này liên quan đến số ma túy hay không, song không nhận được phản hồi.